Thấy cái mâm bánh này cái tự nhiên em ngứa nghề nữa rồi đó. Thôi đi chợ với em nha. Mọi khi thì dẫn cho mọi người đi chợ bằng ghe, bữa nay mình đổi đi chợ bằng đò nè. Thấy cái mâm bánh da lợn là thấy thèm luôn. Thấy xếp như vậy là thấy mê rồi đó. Nè thôi bây giờ mình lội dài lại chợ rau nha. Hến nó cô vớt sẵn như vậy là bán 10.000 một trăm. Nhà em mua 200 là ăn đủ rồi. Thấy bánh bò nướng của cô ngon quá em cũng ghé lại mua. Đi ngang cái bánh mà nhìn thấy thèm luôn á. Bán sao rồi cô? Cái này thì 5.000 cho 10.000. Cô bánh nướng bán sao cô? 5.000 miếng. Bánh nướng 5.000 một miếng em cũng mua một miếng. Một cái túi cà này là 20 tiền. Cái túi đó là 1 ký đó mọi người. Bán sao bà? Rau ngổ là 5.000 một lọn. Còn mặn này là cô bán 15.000 một ký. Yêu cá đây cũng 15.000 luôn. Vòng vòng mấy cái chợ nhà em á, người ta ưa làm sẵn vậy á. 7.500 100 gà gam, 200 gram là 15.000. Bao nhiêu đó là khô khô ăn cả ngày luôn á. Thấy cá biển ngon của em cũng mua ít về nấu canh chua với lá me. Bánh quá trời luôn rồi, có bà nào ăn thì mua nha. Bán sao hả cô? Cho con 5.000 đi cô. Cho con ba cao bán sao cô? Cái 15.000 hả? Là 30.000 ký. Khoai môn với khoai mì đồng giá 15.000 nửa ký. Ê thì em cũng lựa hết nửa ký. Mua thêm hai trái xài nữa đặng hồi mình về mình ăn với hến. Thấy hủ qua ngon quá nhưng thôi em xách hết nổi à. Bán sao rồi bà? Cho con bố. Thấy nấm gom nhiều quá quay cho mấy chị coi chứ em thì em không có mua. Bây giờ em qua đây mua thêm bịch bồn bồn nữa rồi mình về. Này bán sao à? Chạy về gặp cô này bán bánh kẹp cũng ghé lại mua hết bệt. Dạ hôm nay em đi là chợ Bằng Tăng. Còn em thì em ở bên Cái Dứa. Phải đi qua một chiếc đò này thì mới qua Bằng Tăng được. À thôi đi chợ xong rồi bây giờ mình về nha.